Chúng tôi cùng với hội đoàn thể và chi đoàn phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh Quảng Trị ghi hình chương trình này vào những ngày giáp Tết Bình Thân. Trong không khí rộn ràng của mùa xuân, khi mà mọi người, mọi nhà đang háo hức chuẩn bị đón một năm mới với nhiều niềm vui, may mắn, thì trong căn nhà nhỏ của mẹ con anh Thiệp, ngay cạnh ngã ba chợ Phương Lan, thiểu hẳn không khí Tết. Đang là một người đàn ông khỏe mạnh, là trụ cột của một gia đình yên ấm, thì cách đây mấy năm, anh Thiệp thấy sức khỏe giảm sút. Anh đi khám thì được biết bị viêm khớp háng. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, anh cũng đã chạy vài khắp nơi để chữa trị, nhưng bệnh không khỏi. Bây giờ, anh lại mắc thêm bệnh xơ gan, sưng lá lách, thiếu máu trầm trọng. Hai mẹ con, một người già yếu, một người bệnh tật liên miên, đã tự chống chọi và cưu mang nhau được ngày nào hay ngày đó. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau khi xem xong những hình ảnh vừa rồi, chắc chắn quý vị cũng cảm thấy xót xa với hoàn cảnh vô cùng khó khăn của anh Nguyễn Thiệp. Và sau đây chúng tôi sẽ cùng trò chuyện với anh để có thể tìm hiểu cũng như là chia sẻ với những khó khăn mà anh đã và đang gặp phải. Vâng, em chào anh ạ. Dạ. Hiện tại bây giờ thì anh có thể chia sẻ cho em cũng như tất cả mọi người được biết cái hoàn cảnh cụ thể của mình lúc này như thế nào ạ? Tôi bây giờ bị bệnh hoạn, coi như bây giờ ở với mẹ, mà tôi coi như cũng có nhà của mẹ đó. Để muốn bạn là chiếc nhiều nhỏ mà để nuôi sống mẹ con qua ngày. Vừa tính toán trọng dương ai cũng có thương. Mà giúp đỡ cho người đôi ba đồng nữa để mà sống qua ngày. Bây giờ một tháng đi 2-3 lần bị thiếu máu quá. Mà nhờ có cái bảo hiểm nhà nước cho mẹ có chứ đỡ thông tiền chứ không có bảo hiểm thì có chứ mẹ con chỉ có chết thôi. Vậy có nghĩa là mỗi tháng thì anh phải thường xuyên vào bệnh viện để có thể điều trị cái bệnh tình của mình phải không ạ? Tôi đi nằm bệnh viện khoảng 15-20 ngày xong về. Tôi khoảng 15-20 ngày tiểu mà tôi lên lại. Quay cho một tháng đi 2-3 lần nữa. Vâng, về cái việc điều trị bệnh của anh thì chắc chắn là cái kinh phí thì sẽ rất là nhiều. Vậy thì anh lấy đâu ra cái nguồn tiền để có thể chữa trị bệnh tật như vậy ạ? Dạ, tôi thì bây giờ nói thiệt với cô là bây giờ chỉ có cái số nghèo như có cái số nghèo. Được biết trong thời gian qua thì anh với mẹ già ở đây. Dạ. Dạ, anh thì đau ốm thường xuyên, bà thì... đã lẩm cẩm nằm một chỗ. Dạ. Thì trong quá trình sinh hoạt sinh sống hàng ngày thì có ai giúp đỡ thêm cho anh không? Dạ, một mình tôi là lo cho mẹ thôi. Còn tính toán anh em giúp đỡ nhau thì có nghĩa là giúp là thương bởi chơi cho mình cháo, thương bởi cho mình cơm, rồi cho vài lông gạo nữa. Dạ. Kể cả ông anh em mà kể cả chòm riêng ăn thương hết. Dạ. Dạ. Cái nguồn thu nhập chính của gia đình ta bữa nay là lời dựa vào đâu anh? Dạ, lương của tôi lương tăng được. Lương của mẹ là lương cao tuổi một tháng có được 400 mấy ngàn. Dạ. Cả hai mẹ con á. Dạ. Thì còn thêm một cái buôn bán à. Ai thương mua cho lịch trắng, ai thương mua cho gửi thuộc từ đó. Dạ. Dạ. Mà nói chung thiếu, quá thiếu ấy. Thì trong vòng một tháng là anh mất khoảng bao nhiêu tiền để phụ cái công tác điều trị và chữa bệnh của anh? Dạ, thuộc mà em mua, tôi mua uống là quay với một tháng là 600-700 ngàn. Dạ. Dạ. Còn điều trị thì tôi đã nói là nhờ bệnh viện có cái bảo hiểm đó và họ giúp cho đó. Dạ, về bây giờ thì anh có thể chia sẻ cho em được biết là cái niềm lo lắng cũng như là trăn trở nhất đối với anh lúc này là gì ạ? Lo lắng của tôi là coi như cố gắng làm sao để cho có sức khỏe để mà trả hiếu cho mẹ. Mà nhưng mà bây giờ cái số phận thì đang gặp rồi thôi. Chứ bây giờ ai có thương gì thì quỷ cái đó thôi. Thì em cũng chúc cho anh sẽ có thật nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục chăm sóc cho người mẹ của mình cũng như là lo cho cuộc sống của hai mẹ con ạ. Căn nhà chỉ chừng vài mét vuông, vừa là nơi ở, vừa là nơi để mẹ con anh Thiệp mưu sinh với vài thứ hàng tạp hóa kiếm sống qua ngày. Tuy nhiên cũng chỉ khi nào khỏe, anh mới đi lại được để bán hàng. Khoảng 10 ngày nửa tháng, anh lại phải nhập viện truyền máu và điều trị. Nhiều người biết hoàn cảnh khó khăn của anh, nên họ tìm đến mua hàng giúp mẹ con anh, có đồng ra đồng vào, lo liệu cho cuộc sống. Điều làm anh buồn và đau khổ nhất không phải là bệnh tật của mình, mà đó chính là người vợ, đầu ấp, tay gối và những đứa con anh hết mực yêu thương đã bỏ rơi anh trong lúc bệnh tật, hoạn nạn. Hoàn cảnh của anh Thiệp và bà Ngự
thuộc một trong những nhóm người khó khăn nhất của xã Hải Ba. Đảng ủy chính quyền xã Hải Ba cũng đã kêu nhiều năm qua cũng đã kêu gọi bình thường những ngày lễ Tết chúng tôi được tổ chức thăm và cũng đã kêu gọi bà con em quê hương cả cái nhà tài trợ đã quan tâm hỗ trợ. Về lâu dài thì chính quyền địa phương chúng tôi để tiếp tục kêu gọi về xã thì chúng tôi có cái nguồn không ít và cái kêu gọi cả con em quê hương, các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm để tiếp tục giúp đỡ cho hoàn cảnh của gia đình anh Thiệp và bạn người. Và riêng cái vấn đề nhà cửa thì tôi đi đến lâu dài thì chúng tôi ở đây là vì cái chỗ này là cái chỗ hành lang an toàn giao thông đường bộ và cũng là đất không được cấp thẻ đỏ. Về lâu dài chúng tôi sẽ có hướng là sẽ can thiệp cấp đất để cho anh làm nhà và kêu gọi để làm xây dựng cho nhà để cho bà và anh Thiệp có cái ổn định lâu dài trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, đúng như vậy, trong những lúc khó khăn và bi quan nhất, ai cũng mong muốn nhận được quân tay đồng viên, một sự quan tâm cả về mặt tinh thần và vật chất. Chính vì như vậy mà chương trình Kết nối yêu thương của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị đã luôn tìm đến những hoàn cảnh khó khăn và kém may mắn trong cuộc sống, và chúng tôi đã luôn nhận được sự quan tâm cũng như đồng hành của những tấm lòng hảo tâm trong gần xa. Và trong chương trình ngày hôm nay cũng vậy, sau đây xin được mời gia đình anh Nguyễn Thiệp đón nhận những tình cảm và chia sẻ của mọi người. Trước hết, xin được mời chị Bùi Thị Mỹ Hằng, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị trao sự hỗ trợ của Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Công an tỉnh Quảng Trị cho gia đình anh Nguyễn Thiệp. Thay mặt Hội Phụ nữ và đoàn thanh niên của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị, thì chúng em có một cái món quà nhỏ để giúp đỡ anh vượt qua cái khó khăn trong thời gian tới. Và tiếp theo xin được mời anh Nguyễn Văn Đức, Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị trao sự hỗ trợ của Chi đoàn thanh niên cho gia đình anh Nguyễn Thiệp. Và tiếp theo xin được mời ông Nguyễn Đức Hóa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Ba, huyện Hải Lăng lên trao sự hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Thiệp. Và tiếp theo xin được thay mặt cho công ty Vietcombank Quảng Trị trao cho gia đình anh số tiền hỗ trợ là 3 triệu đồng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và chúng tôi hy vọng rằng mọi sự đóng góp hỗ trợ từ quý vị kỳ vị, cho dù là nhỏ nhất, sẽ phần nào động viên và giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Thiệp vượt qua những khó khăn hiện tại, vươn lên trong cuộc sống. Một lần nữa, xin được thay mặt những người thực hiện chương trình và gia đình anh Nguyễn Thiệp, xin được chân thành cảm ơn tấm lòng của tất cả quý vị. Và đến đây thì chương trình Kết nối yêu thương tuần này với hoàn cảnh anh Nguyễn Thiệp đến từ xã Hải Ba, huyện Hải Lăng cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ông Hồ Văn Nhàn ở thôn A Sóc, xã Hưởng Lập, huyện Hướng Hóa, từng là trụ cột chính của gia đình. Vậy nhưng, sau một lần tai nạn, đôi mắt của ông đã mù vĩnh viễn. Ông không thể làm được việc gì, kiếm thêm thu nhập nuôi các con. Giờ đây, hàng ngày, công việc quen thuộc của ông là quanh quẩn trong nhà bằng giác quan của mình để làm những việc nhẹ như nấu nước, nấu cơm. Hoàn cảnh khó khăn, không có nhiều ruộng vườn. Một mình vợ ông bươn chải, làm thuê để kiếm cái ăn qua ngày nuôi ông cùng ba đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Các con ông có nguy cơ bỏ học giữa chừng. Mong mọi người quan tâm và sẻ chia cùng gia đình ông Hồ Văn Nhàn ở thôn A Sóc, xã Hưởng Lập, huyện Hướng Hóa, hoặc gửi về địa chỉ chương trình Kết nối yêu thương Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, 105/2 Nguyễn Trãi, Đông Hà, Quảng Trị.